cô sẽ khắc phục lỗi cho các bạn về cái vấn đề in tem cho hàng tiết kiệm từ máy Abbott 350BL. Tình trạng các bạn in tem ra bị lệch khá là nhiều. Hôm nay mình sẽ làm video để khắc phục lỗi này. Như các bạn thấy trên video, đầu tiên các bạn mở lắp máy ra, các bạn đẩy hết một bên cái chắn giấy để cho nó không lệch đi. Và kia nó có một phần cảm biến ấy, các bạn đẩy hết về bên trái cho mình nhé. Xong ở dưới nó có một cái giữ giấy này, ở đây sẽ có một cái giữ giấy. Các bạn nhìn, các bạn có thể đẩy vào để một bên, đẩy hết về bên kia, đừng có đẩy sát quá, chỉ cần đẩy cho nó giữ cho giấy không bị xô đẩy quá nhiều thôi. Khi các bạn đậy lắp lại, máy in nó sẽ tự căn lại bộ giấy cho mình vào áp ra tiết kiệm. Các bạn in ra và nó sẽ trở lại bình thường, sẽ vừa với khổ giấy mà không bị lệch lạc nữa. Chọn những số lượng lớn mà nó không bị về vấn đề lỗi lệch bên trái, lệch bên phải, bên trên, bên dưới nữa. Qua máy in hoặc là các thiết bị mã số mã vạch, các bạn vui lòng liên hệ với số điện thoại hotline 0942858285, hoặc các bạn truy cập giúp mình vào website hacode.vn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại vào các video khác.